Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Suy niệm, đừng giả hình. Bài tin mừng hôm nay đặt chúng ta vào trong một khung cảnh với nhiều hình ảnh đối lập, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái rác và cái đà. Ánh sáng và bóng tối nhắc nhở chúng ta về ngày thứ nhất trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đó là hai hình ảnh đối lập luôn luôn tồn tại cùng với vũ trụ và con người. Hình ảnh ánh sáng thường gợi lên cho chúng ta về ánh sáng phục sinh, về niềm hy vọng, về sự sống và sự thiện còn đối lại. Về sự sống và sự thiện còn đối lại với bóng tối làm cho chúng ta luôn liên tưởng đến ma quỷ, đến tội lỗi và sự dữ. Người mù là người đi trong bóng tối. Khi chúng ta ở trong bóng tối, chúng ta không thể nào thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Chúa Giêsu lấy hình ảnh người mù ở đây để diễn tả một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là mù về tâm hồn. Một tâm hồn đi trong bóng tối là đi trong tội lỗi, vì nó không được soi dẫn từ nguồn ánh sáng là chính Thiên Chúa, và người đó sẽ đi đến diệt vong. Người mù đã không thấy ánh sáng thì chắc chắn không thể dẫn người khác tới đích, mà cả hai chỉ dẫn tới sự bế tắc và đường cùng. Như vậy, tất cả chúng ta đều cần đến ánh sáng của tâm hồn, ánh sáng đích thực xuất phát từ Đức Kitô. Việc thiếu ánh sáng cũng làm cho ta luôn nhìn người khác với cặp kính màu đen. Chúng ta rất dễ nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, và đôi khi vì lòng ghen tị mà chúng ta cảm thấy thích thú, thỏa mãn khi nhìn ra những bất toàn và yếu đuối của họ. Dân gian có câu: biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Nhưng nếu biết người mà không biết mình, sẽ là kẻ thất bại, vì luôn cho rằng mình hoàn hảo và hơn người khác, mà không thấy mình cần phải cố gắng hay sửa đổi. Điều đó khiến chúng ta luôn đi trong bóng tối, trong sự ảo tưởng của mình. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cái đà và cái rác để cho thấy mỗi chúng ta ai cũng có những khuyết điểm, những lỗi lầm, mà đôi khi lỗi lầm của ta còn lớn hơn rất nhiều của người khác. Chúng ta thường nhận xét hay khuyên bảo người khác rất hay, đưa ra cho họ những bài học đạo đức rất tốt, nhưng không biết chính chúng ta mới là những người bệnh đang cần phải chữa trị. Vì vậy, chúng ta hãy để ánh sáng của lời Chúa soi dẫn, để dễ dàng tha thứ cho những người lỗi lầm. Vì vậy, chúng ta hãy để ánh sáng lời Chúa soi dẫn, để dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác,
và đón nhận những yếu đuối của họ như chính Chúa đã tha thứ và đón nhận chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa và giúp con biết nhìn anh em con bằng chính cặp mắt yêu thương của Người. Amen.